Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 2 tháng 7 đã công bố xu hướng xuất nhập khẩu tháng 6, cho thấy cán cân thương mại trong tháng này đã trở lại thặng dư sau 16 tháng ghi nhận thâm hụt. Trong đó, xuất khẩu xe ô tô đã giữ được thành tích tốt trong tháng 6 và gặt hái được khoản kim ngạch xuất khẩu 6 tỷ đô la Mỹ liên tục trong 4 tháng nhờ vào việc tăng cường xuất khẩu dòng xe ô tô có giá trị gia tăng cao như xe ô tô điện. Thêm vào đó ngành tàu thuyền, máy móc thông thường, pin thứ cấp cũng góp phần giúp mức giảm kim ngạch xuất khẩu thu hẹp lại còn 6% trong tháng 6, đạt 54,24 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là mức giảm thấp nhất trong năm nay. Một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết, kim ngạch xuất khẩu và cán cân thương mại bình quân hàng ngày mỗi tháng trong 6 tháng đầu năm nay đã có chiều hướng cải thiện, số ngành nghề có diễn biến tích cực cũng đang trên đà tăng. Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu là 53,11 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,7% do giá thành năng lượng quốc tế dần đi vào ổn định, khiến giá nhập khẩu năng lượng cũng giảm mạnh. Do đó, cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 6 đã ghi nhận mức thặng dư là 1,13 tỷ đô la Mỹ. Quy mô thâm hụt lũy kế trong nửa đầu năm nay giảm 26,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng về nửa cuối năm vẫn còn mơ hồ. Xuất khẩu chip bán dẫn, một trong những ngành công nghiệp chủ chốt vẫn không có dấu hiệu cải thiện, cụ thể là giảm 28% vào tháng vừa rồi. Quy mô giảm của xuất khẩu chip bán dẫn trong nửa đầu năm trên thực tế là 25,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương với mức thâm hụt thương mại trong cùng thời gian là 26,2 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, một điểm đáng bận tâm là xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn dậm chân tại chỗ. Mặt khác, chính phủ đã nhấn mạnh các mặt tích cực như sự rớt giá của chip bán dẫn dần được cải thiện, nhu cầu chip nhớ thế hệ mới có giá trị gia tăng cao cũng đang tăng.